mọi người là mình đã dọn xong được tầm khoảng 80% rồi, bây giờ chỉ còn gỡ những đồ này ra nữa là xong thôi. Mấy cái đồ này nó lúc lắp vào mình nhanh, lúc tháo ra thì lâu ghê. Này tháo tháo mai nữa. Và bây giờ đến phần tháo giá quần áo. Giá quần áo này lúc lắp vào cũng là mình lắp, bây giờ tháo cũng là mình tháo. Cái này thì nhẹ nhàng đi không. Cửa ra vào sẽ là tủ giày giống như mọi gia đình thôi. Tủ giày rất cao, khá là rộng. Tiếp theo ngay bên cạnh đó chính là tủ quần áo. Tủ quần áo cũng rất cao và rộng rãi. Những thứ này ngày mai mình sẽ chuyển đi. Tiếp theo trong tủ này cũng thế thôi. Và đây là phần chính của căn nhà. Dã man, tất cả những đồ này ngày mai mình sẽ chuyển đi. Đây là vị trí mà em trai mình nằm ngủ. Và đây là khu vực, trời ơi. Nói chung là trong nhà trống trơn, không có một cái gì hết. Tất cả những thứ này ngày mai mình sẽ chuyển đi. Trong nhà chỉ có